ngày xây cái điện bây giờ nôn nơ tầng mỗi bây giờ xây cái điện bây giờ lại cái bây giờ dịch cho ông Ninh mà lẽ là lại khăn thế thì khó phân biệt được trên anh sẵn phải để không lại dịch bài khăn cho à lùng yên lại dịch như cả châu lời chuyện lùng yên mới đã phì lùng yên mới mạnh mẽ tới như là cơ tập với chi phạm cho này như vừa sọ nhưng cả châu mới đi thay là đi rồi sân ba như mặt trong ba đi thay là đi đấy như hai cái chuyện xa chuyện hàn có để đạt châu mới chung như là chi phạm mà nên là đạt châu mới trở lại mò không tại chính tôn phân dự
với đây dương cặp biết cứ mẹ con nhiều vui nên cà tên nhiều mẹ chứ vừa được không biết nhưng viên thì gì mẹ con nhiều vui cà tên nhiều mẹ chắc là hai đứa như là tên para tên nhiều mẹ thế hay Pharaoh Pharaoh là tao biết trong nhà mình là Pharaoh bởi ngày tối nay phải cho nó mà nay ta tu bay chi là không ca là như là con tu qua cả đó tu qua cả đó là nay ta dùng cho tất cả cho nó sau vậy rồi sau này dùng tới nay cả năm muối viên nghe chúa tay viên hạt chặt chúa đấy dùng hạt trắng phì ok sau đó in thật bia lấy dùng đục lòn cháu in thật bia lấy bàn đây thằng được phê là dùng tay dùng lên cho bà cam giờ con tu qua cả đó kì và bên tên như vậy mà cam mà con được cho rồi kế thế là bây đại dương cho mình đang bên kinh lai check và lên bên tên như vậy mà cam cứ cùng cho rồi kế ở trên bè kia thì và ở trên bè kia thì chắc mang thôi dương pha tạm co mỗi bên kinh lai check dương anh miên là khen như thế mà đại tạm miên miên là đi của tin mô tình nhóm skip và đến anh ấy sẽ to thì mỗi lần ca tên nhiều mẹ alo khai tiếng nhóm vòng hai nhé và vì lần mấy qua là dương khóc bò tiền tích cả con thì mỗi lần khép dương và nhóm go through next slide dương cả con đường khai rồi cầm tay môn đường tay khai rồi dương thì dương khai tiếng to thì mỗi lần prepayment prepayment cho mạc và supply giờ nếu bên đây nhà đó niêm cọc lưới, tại sao sập lại giờ ta từ chụp từ tour store bên chi chụp này, móc từ cọc store từ tour store chi chụp này. Vâng. Đi biểu tích lúc dương đi biểu tích đại lập bê đại dương đi biểu tích đôi đen khó khó hỏng vi dương đi biểu tích tờ lơ sạc cam thịnh xe xe sạc cam thịnh xe xe mà nây ta lập bê đại dương có dương pra sạc bạc cam kiến hói vì dương khuya là khó hỏng thế khó trong tết đại tôn đường đen khó mà nây ta bê đại dương có to đại dương chúc chúa và anh cắt cò đằng bàn chân vi lớn cứ không đi được à anh ấy đại tôn đường dùng này đấy không nhưng mà tiêu hôm mau ở phần thân bài dương đôi dương mau tre đi từ ngày chết đi tìm kia dương đi từ tìm chết được không can đi từ tìm tiếp nhưng cho một bàn khí bàn khí là dương cho lại chạy và bàn khí lại chạy và do một là tái dương do sạch tại pi thì để đi mui này có thể dùng đo chanh bì chê trang bếp cái lãnh expand đi nhưng mà tiêu hóa là nhà lòng biết có nơi ai phần dưỡng cô hô thể ta là không cái lãnh ít dùng director expand rưu cô director balance cu vô mùi nè nhưng đây ta lấy dương vào nạp nơi ô ta đi chẳng khi ô ta còn lấy là dương cọ luôn một cầm tay dương dương cọ ô ta nó cứ tăng pi bằng hai muốn muốn đường dương một nạp nơi cả cọ nuôi nó cứ ăn cọ một rồi chia rồi thì dương ai cọ hai sập thì rồi học sập thì rồi dương tử chẳng đường pi đại dương cọ hai sập thì rồi học sập thì rồi đi ta dương cọt như chi trồng nái rưng cọt chia đi bù xịt khu sập lại giờ đi bù xịt khu sập lại giờ ok chắc đi bù xịt khu sập lại giờ cái này nếu cứ proper mình biết mà người ta dương hoặc con là tôi có đi chi trồng nái được biết đại dương pra pra thì bà cam khi hói ban dương chốt đi bù xịt khu sập lại giờ đi
clear mà này kia đi tiếp tục lại nhớ tới chị expert cả trong cái lòng máu chúng ta tam ở trường nó rồi còn ba tam ra check này trường nó chứ ngày là thường là option là đi nhà đó đi cho ta mà lại check như cho đôi khi mà người ta ca rồi là nhà khâu người ta cho những điều một phòng những cái gì một chút ba rồi trở lại ba rồi trở lại nhưng mà thêm hai sáu kia rồi và đo máu dân trở lại khá những phòng đã lưng lên tay và customer chăm bệnh nhưng trở lại cho khâu một chút phải về lúc này và đo máu khá những dùng trở lại cho empowerment women entrepreneur lấy công ca cho bạn đi dân hàng viên thay chia indirect option indirect option cái này thì sinh phụ thuộc vào giới dân tập mùi đọc lưu ý thì bè mình nhóc đi với sinh phụ thuộc vào giờ và có thách công tên chữ thuộc vào giờ lần đi vậy chúng nó liên khơi đi với sinh phụ thuộc vào giới khang credit bè dân khang credit vậy khang credit còn tay cả khóc nghe mùi nhưng bọn hai đi cả chồng đi à là đi dùng thay từ ao em bọn một thay lúc đó mới dùng thay lúc ngày đi và tên của bạn nó đẹp thay là nhóm đô một thay đọc phì ngày đi muốn thay đọc phì ok ngày đi muốn thay đọc phí nhóm bọn hai là counting behind the scene hay chăm lương bạc là ta report nè đại việc học tiếp rồi sân bài dương tra tam trường nọ thế ngày đi muốn hay đọc phí đi dương cho bậc cao mấy chưa được ok hay nơi không phải làm xịt thân dương và nơi không phải làm xịt đi dương cây đi được xịt thuốc là nhớ tam rồi được lại còn đó là lần nên từ học như tập ta dương khe từ học tập lai dương học của mang nào từ mơ đi phong này là mình tâm lượng cứ dương mơ này không đi phong về nơi dương biên tracker biên tracker đi nên từ học như click từ lơ khe đi cứ dương khơi chuẩn muốn này dương phương cái đi một xin từ học tập lai dương chắc là mong là những ao tại trên lui tới tập lai dương cứ phong khe từ học đấy đi một xin mình phát với sinh viên trong tam trường đồ nơi không biết được học 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 tiền và nhóm bằng hai thế là sang mỗi thứ đẹp qua lưng cho nó mình cho nó mê cho nó company mê cho nó dương cho bằng bạc ca đôi khi này và ngay tìm muốn nhưng mà theo đẹp qua lưng thì được xếp phương tập lại giờ 3 rồi trở lại và nhưng sẽ là những câu hôn thể đầu tiên là sẽ là đôi khi những câu hôn thể và tổng bằng sát và tổng bằng tiết bên thân dưới và bên bên đi nhưng mà tiêu nhung sẽ lấy một con hôn theo tập hợp và còn nãy thì không can cho bạn đi vì ở phòng 2 nên không report thân dưới biên tracker đi bởi dương mơ từ lời đến vì tên đi đi vì ở phần 2 thì report nữa và dương sẽ lên lúc lời khi là dương mơ không biên tracker cứ ở miên là 3 rồi mạch đi và ở miên để report đi tại vì dương bồ ngư là con tim bị hai để xét nhưng khi tên là đại pin thì được rồi kìa tên đại pin thì được rồi kìa và nó như là cái nạn nhân trong ca này khi ta bỏ xuống thêm ít việc sơ tên nhau hoặc sơ ban bồng hè đi để ra hoặc cho ngồi miền ca để conflict này còn thế muốn hai đấy mà những recommend ra từ tam phố của loa ca trên sách ra từ loa thứ tư tam phố chắc qua được lui tránh trên từ nay các bạn dùng ra ra check thay ca sẽ lại cái này vừa sân bao nhiêu sẽ lại render report đi rồi việc học làm lại về công việc đẹp hơn đi rồi việc học làm lại lớp lên cái chặt quan thì mới quen được đấy anh nghĩ là vậy nếu như anh em mới vừa sân bao nhiêu lại đi render mà dùng chơi như report đi cái từ mới là công việc đẹp hơn cũng việc học hè thay giờ làm như anh sẽ khơi nhà bạn như là từ lớp các phó số chín chặt quan đường biến để sang dương mặt phải nhìn sang biển chẳng hãy ạp sân khơi nhảy phải nhìn đẹp này chẳng như phim tiếp form right check trong các đi của dịch mình
ទីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយគេគឺសម្ពោធទីកោសុមិនយើងមានដូចគ្នាហើយ memo កន្លែងនេះគឺមាន memo ពីរអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺមាន more detail ហើយជាពិសេសកន្លែងនេះគឺតើតោះជាមួយនឹង flow មួយដែរមកយើងនិយាយពីការរៀបចំUh-huh.
500 ដុល្លារចុះបាទហើយបន្តមកចាប់តើមិនសេរីអាគ្រូសេរីអេនវេចបាទ4,500ហើយនេះគឺជាដែលយើងសម្លឹកខ្លះពេលដែលនៅពេលដែលយើងចុះនៅក្នុងនេះគឺយើងចុះត្រូវសម្លឹកខ្លះការចុះតាមចំណងបាននេះបានន័យថាយើងអត់ដល់ទូទាត់ប្រាក់ខែគុំទៅហើយយើងចុះសរុបបាននេះនៅពេលដែលយើងចុះអាគ្រូសេរីហើយពេលដែលបានប្រាក់ខែយើងអត់ចុះតាមចំណងទេគឺយើងចុះតាម banking relationship បាទ banking relationshipតែគាត់ណាជាជា flow មួយ proper way ក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកនរគេថាយើងអត់ចង់ប្រើទៅតាម banking relationship យើងប្រើជំនល់អានេះទៅតាមជាស្ដាយទៅបាទអូខេចាំបន្តមកខ្ញុំសើ end flow បាទសើ flow ជំនល់នេះបាទបាទបើសិនតែយើងធ្វើការទូទាត់នៅក្នុងខែមកយើងចុះ banking relationship ដែលអត់មានអាគ្រូទេបាទតែបើសិនយើងអាគ្រូហើយបន្តមកយើងបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិកពេលដែលបើកប្រាក់ខែបានន័យថាយើងជាអាគ្រូនេះបាទបាទជាអាគ្រូអញ្ចឹងយើងចូលមក banking relationship ហើយនេះយើងដកតតាយើងដកសាច់ប្រាក់ពីធនាគារណាទូទាត់ pay to the company សម្រាប់បុគ្គលិកមួយមួយខ្ញុំទៅសម្រាប់បុគ្គលិកនេះហើយបន្តមកទៀតគឺclear ទៅលើ accrued salary បាទអញ្ចឹង clear accrued salary នេះកន្លែងនេះគឺដាក់ទៅលើប្រាក់ខែគាត់មួយមួយគឺថាប្រាក់ខែគាត់500ទៅជា clear 500ឲ្យគាត់ទៅបាទអញ្ចឹង supporting document កន្លែងនេះសម្រាប់pay salary slip យើងអាចដាក់ supporting document មួយមួយទៅតាមបុគ្គលិកព្រោះតែការប្រើបែបនេះមិនមែនប្រើនៅក្នុង feature របស់ QuickBooks ទេហើយដោយសារ function កន្លែងនេះទីមួយបើសិនមានការខុសអ្នកនរអាចចុះទៅតាមនឹងបាទបាទនៅតាមការខុសរបស់ widget ទីមួយខ្ញុំសុំលើកបញ្ហាទីមួយបើសិនទីមានការខុស widget មួយនៅពេលដែលបាក់បាក់ខាងនោះគឺយើងស្ដាប់តាមដល់នោះក៏បាយមួយការខុសយើងពេលដែលយើងចុះកន្លែងនេះការខុសយើងចុះនៅនេះវិញតែមានប្រមាណដល់ណាបាទអូនេះតាប់តោចំណងនេះបាទព្រោះនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡាញកន្លែងនេះគឺឡាញដែលវាអាចទៅលើ PNL កន្លែងនេះបាទអាចទៅ PNL អញ្ចឹងបើសិនបើមានសារខុសយើងត្រូវ create នឹង2ឡាញមានន័យថាវាមានអានេះឡាញទៅដែរក៏ប៉ុន្តែតាមសារខុសមកអត់ត្រូវនៅប្រមាណ100មកបញ្ជាក់ទី100យើងទៅគឺចូលទៅក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាឯងនឹងចាំអានបើចង់ការចង់បោះយើងគឺមានពីរប្រភេទបើសិនជាមានលក្ខណៈបាក់សៀតអូនណាគឺយើងចូលតាមជំនន់ហើយយើងបញ្ជាក់ពីដូណាក្នុងគម្រោងក្នុងនឹងដែរបាទហើយមួយទៀតរូតាមរាយឆែករាយឆែកអនុមានកណៃពីរនៅក្នុងការដែលចូលតាមជំនន់នេះបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ចំណាយហើយនឹងបំណុលកាលនេះតាមជំនន់នេះទទួលស្គាល់ចំណាយនិងទទួលស្គាល់បំណុលតាមជំនាញចំណាយជំនាញបាទខ្ញុំមកទៀតស្ទះខុសកន្លែងនេះបានន័យថា50 ទាំងអស់វា10,000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងបានមកពី USAID ប្រទេសកន្លែងនេះខ្ញុំមកទូលតែហើយស្ទះបាទអញ្ចឹងកន្លែងស្ទះខុសយើងទៀងទាឡើងកន្លែងនេះ2ឡើងតែនេះជា expand account ផងយើងក៏ប៉ុន្តែ 50% ពី estimate ហើយ 50% ទៀតពី USAID ថ្លៃនេះគឺជា program ដែល share ផងនៅពេលដែលយើងចូលឡានខាងក្រោមក៏ត្រូវតែ share ត្រូវតែ share ដូចគ្នាដែរព្រោះយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលចំណាយដល់ដូចតែចំណាយអញ្ចឹង share ខុសខាងក្រោមយើងមានដូចគេ accrued salary បាទ accrued salary and wage នេះបាទ50យើងឆ្លាក់ដូចគ្នាអានេះយើងឆ្លាក់ក៏សម្គាល់ប៉ុន្តែវាអត់បិទទៅលើ report ទេក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវឆ្លាក់បន្តមកបាទដូចគ្នាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាគ្រូសេរីនេះ 50% បាទ 50% ខ្ញុំមក
នេះគ្រាន់តែផលិតជាព័ត៌មានអត់បង្ហាញនៅក្នុង report ជាលក្ខណៈមួយ USAID បន្ទាប់មកទៀតគឺមានអីគេមួយទៀតបាទគឺអាគ្រូសេលីឆេតចាគ្រូសេលីឆេតនេះក៏ប្រើពីរឡាញដែរបាទបាទពីរទាំងអស់ព្រោះវាខុសទៅលើពីរអានេះមកពីរទាំងអស់បានតែឧទាហរណ៍តែកន្លែងនេះអាគ្រូសេលីនេះខ្ញុំនិយាយថា4500បាទ4500ចឹងកន្លែងនេះ50កន្លែងនេះ50ចឹងមានន័យថាក្នុងការដែលចុះចំណងនេះគឺចុះទទួលស្គាល់បំណុលនិងចុះទទួលស្គាល់ចំណាយប៉ុន្តែលុយអត់ទាន់ចេញទេបាទទទួលស្គាល់ជាបំណុលក៏ប៉ុន្តែលុយអត់ទាន់ចេញទេបើជាចំណាយហ្នឹងបានលុយអត់ទាន់ចេញខ្លាំងនេះយើងអាចគ្រួនេះខ្លាំងនេះអាចគ្រួបានន័យថានៅពេលដែលនៅក្នុងខែនេះដាក់ខែអត់ទាន់បានប្រាក់ខែបុគ្គលិកទេតខែក្រោយបាទបាទតតខែខែបន្ទាប់បានយើងបានប្រាក់ខែគាត់តែនៅក្នុងករណីដែលនៅក្នុងខែនេះយើងទូទាត់ប្រាក់ខែគាត់មកគឺអត់ចំនៅក្នុងចំណោទេយើងតែចូលមកបែងទីក្រៅចេញចូលអញ្ចឹងការចូលរបស់យើងគឺមានពីរប្រភេទបាទយើងចង់ដោតតែមិនសិនជាចំណាយនៅបំណុលឬចូលក្នុងចំណាយបាទយើងចូលនៅក្នុងរៃខេកអឺខាងគឺថាគេអត់ទេ expand តែម្ដងវាមានករណីទី1វាអាចជាexpand ជាមួយនឹងខេកទី2វាអាចជា clear អាគ្រូជាមួយនឹងខេកមានពីរករណីមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រាក់បែងពីក្រៅឆែកក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ខែនឹងគឺនៅក្នុងខែយើងចូលបែងពីក្រៅឆែកនេះគឺ salary expand ឈមជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់តែម្ដងតែក្នុងករណីនៅក្នុងខែនេះយើងមិនទាន់បានប្រាក់ខែបុគ្គលិកទេយើងចូលមកបែងពីក្រៅឆែកនេះគឺដើម្បីធានាគ្រូនេះបាទធានាគ្រូចាក់លីអាគ្រូនេះគឺបេះទៅលើឈ្មោះបុគ្គលិកមួយមួយហើយនឹងសារីស្លីបផងគាត់ចានេះគឺតើតើនឹងសារីស្លីបបាទតែយើងចង់សង្កេតអញ្ចឹងតែយើងមើលជារួមទាំងអស់ក្នុងវិភពតែគោលអូខេឥឡូវខ្ញុំមកយកករណីនេះមួយបាទអានេះយើងចង់ comment ថាយើងទៅវិញមួយសិនបាទអរគុណយើងតែក្រុមជំនួយថ្ងៃបាទពីដល់ចឹងពេលយើងមកមើលនៅក្នុងចំណោលថាយើងគឺឃើញ salary increase liability increase 4 line នេះគឺជា liability បាទ4 line liability ក៏ប៉ុន្តែវាបែងទៅលើ program project ថាយើងបាទអញ្ចឹង program project នេះមានន័យថា5,000 ដុល្លារទៅរីនេះគឺយើងប្រើខុសពីប្រទេសផ្សេង5,000ទៀតពីប្រទេសផ្សេងអាគ្រូសារីរត់ទៀតតែសួរតែកន្លែងនេះយើងអត់គួយទៅគឺអត់តន់តោះទេគ្រូបាទគ្រូតែគ្រូលើតានៅក្នុង P&L ផងយើងបើយើងមកមើលនៅក្នុង P&L គឺតូចពីចំណាយហើយបាទកន្លែងនេះគឺវាបង្កើនជាចំណាយនឹងសារី expand មកមើលដុល្លារមិនឯសារី expand តែបើយើងមកមើលនៅក្នុង balance sheet យើងនឹងឃើញអាគ្រូ salary ហើយនឹងអាគ្រូ salary tax នឹងមានពីរឡែកអាគ្រូ salary ហើយមួយទៀតគឺអាគ្រូ salary and wage បាទតែគេថាយើងមកនៅក្នុង balance sheet ទៅទៅគឺជាមានអីខុសគ្នាខ្លាំងទៅបាទចឹងកន្លែងនេះនៅពេលយើងចុះចំណងមិនបានន័យថាវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង cash flow ហ្នឹងទេកន្លែងនេះនៅក្នុង nature ប៉ុន្តែបានន័យថានៅពេលដែលយើងចុះចំណងគឺអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលចេញសាច់ប្រាក់នៅពេលដែលយើងចេញសាច់ប្រាក់នេះ
dân cho một bàn kín lại những nhóm bệnh trẻ rồi dân kia là nông khai mong dân mặt trọt luôn như thế dân cho một bàn kín là đài chạy đài chạy cái này dân là cho chung một là vui mũi không ngay là thế và dân chỉ muốn dân này kia và kia sẽ là lý một chiếc là lớn bạn hai có phần mềm bạn có tên là vui ba phần mềm chắc cả kia lấy cái dân là cho phần mềm và đấy là cái nào công việc chắc là sang bên đại dương kia mới ba ba hai qua được hai và lót với dương trong bang kim lai chắc là chưa qua mười mũi dương kia từ lỡ là tu sa lợi chắc vì hôm nay mình đặt bao tác nên không phải lén tiếp theo hai mấy vì học sinh phải lén cho qua nhiều mũi là tu sa lợi em về thì cạn lấy vui tiếp dương học đẹp hoa thì vui là chú thứ ba mươi tám dương ba bạn hai toàn được luôn hai này chắc mới mới có bạn hai con với học đẹp hoa thì vui như là chú ba mươi tám và lấy chú đẹp hoa thì sẽ lấy expert và đây expert nam rồi từ nãy hay có to máu đẹp hoa thì vui lắm là chú sẽ lấy expert và chú sẽ lấy expert đấy còn với nhóm một đi hoa là chắc là những cái xe lý khác và là những cái xe lý expert customer và tổng lập line trong lớn thì dân là chỗ hay là khác line càng cao mới là trăm phát là chỗ customer và là xe tài khoản trong lớn chắc bạn bạn hai phần quát là dân trên 3 cái quát đấy buôn rồi 20 đô la thì cô ấy đọc buôn 20 đô la mà nên là phát khai quá quên người ta có cái phát khai bốc cửa lớp cứ bốc cửa lớp thì nên là tôi không trở còn bình thái vừa xin ông ca phát qua tháng ông phát khai bốc cửa lớp ông ca thì nè chết một chết là lúc đưa rừng mua xe tiền về tôi create salary tag mua tiền của salary tag cái này chết như lúc chưa là cả ba này ngày nhớ mơ mỗi tiếng trẻ
นี่ยตอนนี้สมัยทางไกลนี่คือยืนตึมรงมุ้ยได้ดีเล็กจุ๋มมุ้ยนึงเทมันทำยืนในขนมจะนอนจะหลับเรียนเด็กจะในขนมซิสตัมโดยยืนเมื่อจะเดินเทมันเราจะตายืนฟรีเช็คมุ้ยเช็คที่เกิดเรื่องสตัมได้ยืนไหมจุ๋มตาแจ้งไงตัวสั้นบาร์ยืนฟรีเช็คนี่โอเคยมมาเตรียมพอขณะนี้วิอัตเตอร์สตัมนั้นได้ยืนเป็นข้อสตัมนั้นยืนเต็มใจมีฟ้องยืนหลับเต็มใจมีจะนอนเต็มเขาจะเซอร์ริสลิปนะเซอร์ริสลิปได้สเปเชียลคนวิ่งกับวิอัตของแกงจังเลยไม่ได้แข่งก็รู้ว่าเป็นคนที่